Cha của ông Snowden tuyên bố con trai của mình nên ở Nga vì sẽ an toàn hơn ở Hoa Kỳ. Người cha của ông Edward Snowden, cựu nhân viên hợp đồng của cơ quan NSA, hiện đang bị truy nã vì đã tiết lộ các tài liệu mật của chính phủ Hoa Kỳ cho biết ông sẵn sàng đồng ý một đề nghị của cơ quan FBI nhằm đi tới thủ đô mặt trược khoa của Nga để gặp con trai, nhưng trước tiên ông cần biết cơ quan FBI muốn điều gì. Ông Lonnie Snowden đã nói với đài truyền hình quốc gia Nga Russian 24 rằng, vài tuần trước, cơ quan FBI đã đề nghị rằng ông có thể bay tới Nga để nói chuyện với con trai. Ông Snowden đang bị mắc kẹt tại khu vực quá cảnh của phi trường Sheremetyevo kể từ khi tới đây từ Hồng Kông hơn một tháng trước. Cha của ông Snowden cho biết ông không có liên lạc trực tiếp nào với con trai, nhưng trước tiên ông muốn biết cơ quan FBI muốn ông làm gì. Ông Snowden đã xin tị nạn tạm thời tại Nga sau khi bị hủy các giấy tờ đi lại, đồng nghĩa với việc ông không thể tiếp tục đi đến châu Mỹ Latin như mong muốn. Ông Lonnie cho biết ông tin rằng người con trai 30 tuổi của mình tốt hơn là nên ở lại Nga và hy vọng chính phủ Nga sẽ chấp nhận ông ta. Ông Lonnie cũng đã nhắc lại rằng ông không nghĩ con trai sẽ có một phiên tòa công bằng ở Hoa Kỳ vì những gì đã xảy ra trong những tuần qua. Luật sư Anatoly Kucherena là luật sư Nga hiện đang trợ giúp cho ông Snowden đã nói với đài truyền hình Nga rằng đơn tị nạn của ông Snowden theo dự trù sẽ được chấp thuận trong những ngày tới và rằng Hoa Kỳ đã không gửi một đề nghị dẫn độ chính thức.